chào quý vị đang đến với phần 3 của chương trình Giờ Cách Sổ, phần bình luận về những cổ phiếu nổi bật. Thưa anh, vậy thì anh có khuyến nghị cổ phiếu nào cho thị trường tuần tới ạ? Về cái cổ phiếu khuyến nghị cho tuần này, thì đầu tiên thì để tư vấn cho các nhà đầu tư dài hạn, nhà đầu tư theo trường phái giá trị, thì tôi có khuyến nghị hai cái cổ phiếu. Nhất là cổ phiếu TV2 của công ty cổ phần tư vấn Điện 2. Thì đây là một cổ phiếu có mức EPS cao nhất trên thị trường hiện nay là 39.000 đồng một cổ phiếu. Và với cái thị giá đang giao dịch trên thị trường là 190.000 đồng thì TV2 có mức P/E là 4.5. Thì đây là một mức P/E định giá rất là hấp dẫn đối với một cổ phiếu liên tục tăng trưởng ổn định trong những năm qua. Một tin tức có thể hỗ trợ rất tốt cho TV2 tăng điểm trong thời gian tới, đấy là đại hội cổ đông của TV2 vừa qua đã nhất trí thông qua chia thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 và thưởng 10% cổ tức bằng tiền mặt để tăng vốn điều lệ công ty, đủ điều kiện để TV2 có thể chuyển sang niêm yết trên sở giao dịch Hồ Chí Minh HOSE. Một cổ phiếu nữa mà tôi khuyến nghị các nhà đầu tư là cổ phiếu VCA của công ty cổ phần thép Biên Hòa. Thì cái dòng thép hiện tại đang tăng trưởng khá tốt. Thép Biên Hòa thì hiện tại có mức EPS là trên 4.000 đồng. Và giá hiện tại của VCA đang giao dịch trên Upcom hiện tại là quanh mốc 15.000 đồng. Thì cái P/E hiện tại của VCA chỉ có 4.000. Đây cũng mức định giá rất là thấp và vô cùng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn. Một thông tin chia sẻ thêm cho các nhà đầu tư, VCA cũng có kế hoạch niêm yết sau khi mà nhà nước sẽ bàn giao lại cái số cổ phần sở hữu của VCA cho SCIC, thì đây cũng sẽ là một cái động lực để giúp VCA tăng điểm. Còn đối với các nhà đầu tư trung hạn thì tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tham gia đầu tư vào cổ phiếu FPT. Thì FPT là một cổ phiếu không những có cái chỉ tiêu tài chính cơ bản khá là tốt, thanh khoản cũng rất là cao trên thị trường. Thì trong cái quý 4 vừa qua, FPT đã hoàn tất cái việc thoái vốn khỏi FPT Trading và FPT Retail. Và đã ghi nhận cái lợi nhuận đột biến vào quý 4, giúp cho EPS của FPT đạt mức trên 5.000 đồng cổ phiếu. Và P/E hiện tại của FPT là trên 10. Thì đây là một trong những blue chip được định giá thấp nhất trên thị trường. Chính vì vậy mà các nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm đầu tư FPT khá là dài. Thì năm 2018 thì tôi kỳ vọng sẽ một năm tăng trưởng tốt về lợi nhuận của FPT, với sự đóng góp chính của hai công ty là công ty phần mềm FPT Software, công ty viễn thông FPT Telecom. Thì sau khi thoái vốn khỏi những lĩnh vực không phải thế mạnh thì FPT sẽ dồn nguồn tiền vào các lợi thế cạnh tranh, vào cái lợi thế mạnh nhất của mình, thì sẽ giúp FPT tăng tốc được trong cái thời gian tới. Thì tôi cũng định giá FPT trong thời gian tới sẽ đạt được cái mức giá trên 70. Thì các nhà đầu tư có thể chung và ngắn hạn thì cũng đều có thể đầu tư được. Đây là cổ phiếu khá hấp dẫn cho các nhà đầu tư thích lướt sóng chất đinh hoặc cầm và nắm giữ. Thế còn đối với các nhà đầu tư thích lướt sóng thì trong ngắn hạn tôi cho rằng dòng tiền vẫn đang tập trung rất là lớn vào nhóm các cổ phiếu banh. Thì các nhà đầu tư có thể tận dụng được những cái nhịp lên xuống của các cổ phiếu như Vietcombank, CTG hay BID để lướt sóng ngắn hạn. Tuy nhiên tôi cũng cảnh báo rằng đây nhóm cổ phiếu đang tăng nóng và có dòng tiền nóng, chính vì vậy các nhà đầu tư cần phải ra vào hợp lý và cụ thể hóa cái lợi nhuận trong ngắn hạn. Thưa quý vị, sau đây là phần phân tích của các chuyên gia đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.
chúng tôi muốn đề cập đến cổ phiếu của SSI. Đây là một cổ phiếu của một cái được đánh giá là một cổ phiếu của đầu ngành của nhóm này. Vậy thì anh có nhận định như thế nào về cổ phiếu SSI và diễn biến của nó như thế nào trong thời gian tới thưa anh? Thì như chúng ta cũng đã biết thì các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán đều có một cái sự hưởng lợi rất là tích cực đến từ cái việc cái thanh khoản của thị trường đã được cải thiện trong suốt cái thời gian vừa qua. Thì SSI là một trong những cái cổ phiếu đầu ngành trong cái nhóm ngành chứng khoán, thì do đó cái xu hướng tích cực là một cái điều rất là chúng ta không cần phải bàn cãi về cái điều này. Thì do đó thì trong suốt cái thời gian vừa qua, lấy cột mốc từ cái thời điểm đầu năm 2018 tới thời điểm hiện tại, thì SSI liên tục nằm trong cái xu hướng uptrend, và cái xu hướng này đang thể hiện khá là rõ. Thì theo cái quan điểm cá nhân của tôi á, thì tôi đánh giá cái tiềm năng của nhóm cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán vẫn sẽ còn rất là tốt trong cái thời gian sắp tới, khi mà cái câu chuyện về vĩ mô của chúng ta nó đang có xu hướng rất là ổn định và cho thấy những cái dấu hiệu rất là tích cực, cộng với việc trong cái thời gian sắp tới thì rất có khả năng thì cái sản phẩm tài chính chứng quyền cũng sẽ được đưa vào hoạt động trong cái thời gian sắp tới. Thì đây sẽ là những cái điểm cộng, những cái điểm sáng rất là tích cực cho những cái nhóm cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán, và đặc biệt là đối với những cái cổ phiếu mà nằm trong cái top đầu ngành thì lại có những cái điều kiện thuận lợi hơn nữa. Thì do đó thì tôi cho rằng trong những cái thời gian sắp tới, đặc biệt là trong năm nay, thì với cái kỳ vọng trong năm nay, với kỳ vọng là cái lượng tiền tham gia vào thị trường sẽ được duy trì ở một cái mức tích cực như trong cái thời gian vừa qua, thì nhóm ngành chứng khoán, đặc biệt là cổ phiếu SSI, thì sẽ tiếp tục có những cái chuyển vọng rất là đáng kể trong cái thời gian sắp tới. Vâng, và theo chúng tôi quan sát thì ngày hôm nay cái cổ phiếu của nhóm ngành thép cũng đã tăng giá sau một thời gian giảm, và đặc biệt trong đó thì chúng tôi muốn đề cập đến cổ phiếu công ty thép Nam Kim. Vậy thì anh có khuyến nghị thế nào cho các nhà đầu tư về cái cổ phiếu này trong thời gian tới không ạ? Thì đúng như anh vừa nhận xét, thì trong phiên hôm nay thì hầu hết các cổ phiếu nhóm ngành thép đều có một cái diễn biến rất là tích cực, điển hình như là Hoa Sen, Hòa Phát cũng như là Nam Kim. Thì cổ phiếu Nam Kim là một cổ phiếu hôm nay có cái sự bật tăng trở lại sau một cái chuỗi dài giảm giá khá là mạnh từ cái vùng giá 45 về cái vùng giá hiện tại. Thì nếu mà xét về cái triển vọng và cái mức độ hấp dẫn của Nam Kim trong cái thời gian sắp tới, thì tôi cho rằng với cái mức giá hiện tại á, thì đã là một cái mức giá tương đối là hấp dẫn đối với cổ phiếu Nam Kim, khi mà cái mức PE hiện tại của doanh nghiệp nó rơi đâu đó vào khoảng 5 lần. Thì đây là một cái mức PE tương đối thấp so với mặt bằng chung của nhóm ngành thép ở Việt Nam cũng như là trong khu vực. Xin được cảm ơn anh Chí với những thông tin đối vừa rồi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ kết sổ ngày hôm nay. Xin cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã cùng đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng kỳ sau.